Trung xin chào tất cả anh em nhé. Nay Trung giới thiệu thêm mấy cái món phụ tùng phụ kiện thủy lực nhé anh em. Trên video này Trung đăng hai cái con motor thủy lực bích tông tháo trong cái đùi di chuyển của xe cuốc ra nhé. Hôm trước là trước khi cắt ra Trung cũng có cái video test cái con xe rồi, đùi chạy cực mạnh luôn nhé nè. Bơm chạy này chạy rất là mạnh. Hình thức của nó thì xấu thôi rồi luôn, rất là do cái chân chạy của xe cuốc máy đào đấy, lúc nào nó cũng tiếp xúc với bùn đất nên nó xét rỉ lung tung hết nhé. Có xét rỉ nhưng mà con này là chưa bung chưa mở lần nào. Còn cái bên trong của nó thì tuyệt đẹp luôn này. Bên trong của nó, cốt của nó rất là đẹp nhé. Anh em nhìn cái cốt junior của nó này, thẳng tắp luôn nhé. Rồi. Cái dòng này thì cái lưu lượng của nó là khoảng tầm 20C cho một vòng quay nhé nè. Anh em đừng có hỏi vòng tua vì lý do cái vòng tua nó phụ thuộc rất là nhiều cái yếu tố trong đó. Anh em khi thiết kế một cái bộ nguồn để kéo motor thì tính toán sẵn cái thông số của con này thì tầm khoảng 20, không chính xác lắm. Cứ cấp 20, khoảng 20cc, ml ấy, thì nó sẽ quay được một vòng. Còn cái bộ nguồn anh em nó sẽ to, sẽ nhỏ, nó quay ở tốc độ nào thì nó sẽ tính ra mới tính được cái vòng tua của motor nhé. Đây, kích thước của nó đây nhé anh em. Thân nó 20 hơn một tí nha. Phần cốt đưa ra khoảng 60 này, 6 phân nữa này. Hai cái bát ốc lỗ tai khoảng tầm khoảng 14.5 14.7 gì đấy. Hai cái lỗ ốc nha. Cái thước nó cũng tới lắm này, cốt nó có khoảng cốt 26 27 gì đấy. Băng junior nhé, bằng sử dụng băng junior. Cái tròng nó khoảng 10cm nhé em. Cái tròng này đường kính khoảng 10cm nhé. Mấy cái con số cơ bản như vậy, ước lượng như vậy để anh em dễ cân nhắc chế cháo vào cái vị trí chân chạy hoặc là kéo cái gì đấy. Con motor thì nó cực gọn, đất cát bên trong chung còn để nguyên, chưa có vệ sinh gì hết. Món này thì cắm ống là chạy thôi. Hai ống thuận nghịch này, một cái ngõ ren là nhớt hồi. Anh em có mua về dùng thì mở mấy cái rác này ra xong vệ sinh lại nha. Hai con motor bao chạy đã có video test trước khi làm video, trước khi cắt xe rồi. Có cả van cân bằng luôn nha. Mấy cái khối này thì mình tốt nhất là không có động vào, chủ yếu là cấp nguồn cho nó chạy thôi. Anh em tận dụng chế tờ gì đấy, hàng Kajaba nhé anh em, có tên tuổi đầy đủ nha. Chủ yếu là anh em xem xét, xem thử ứng dụng vào được cái vị trí nào thì để kéo tòi chế chân chạy hoặc là ứng dụng kéo thủy lực gì đấy. Các cái kích thước cơ bản thì Trung cũng đo rồi, anh em tự cân nhắc cái vị trí lắp đặt nhé. Rồi, Trung kết thúc video. Trung cảm ơn em đã xem video nhé.